Nồi củi đa năng Hakawa 9-1. Cùng khám phá trọn bộ 4 combo dành cho bé. Ba mẹ có thể thấy rằng là đây là một chiếc nồi hoàn chỉnh đúng không ạ? Và đây còn được gọi là combo 1. Nó sẽ bao gồm cho chúng ta một chiếc mùng rất là dễ thương nè, một chiếc thanh chắn mùng để chúng ta có thể treo mùng lên cho con. Và ngoài ra còn có một bộ khung nồi rất là đầy đủ như thế này, kèm theo đó là một bộ quay nệm rất là xinh xắn và dễ thương. Như ba mẹ có thể thấy ở đây, đối với lại là bộ quay nồi của nhà Hakawa thì nó sẽ được làm bằng cotton 100%. Và bên trong thì có các lớp bông gòn tự nhiên. Chính vì vậy thì sẽ tạo cho con được cảm giác êm ái nè, và đặc biệt là rất là thoáng khí và thấm hút mồ hôi rất là tốt nữa, sẽ rất là an toàn cho làn da của con, nên là ba mẹ có thể hoàn toàn yên tâm và lựa chọn cho con sử dụng nha. Thì vừa rồi là Lâm Anh đã giới thiệu cho ba mẹ những cái thành phần của combo 1 về sản phẩm nồi củi đa năng Hakawa đúng không ạ? Theo ba mẹ rằng là khi mà ba mẹ tin chọn cho con combo số 1 như thế này là đã đủ thoải mái chưa ạ? Lâm Anh xin được khẳng định luôn là cực kỳ thoải mái. Tuy nhiên thì nhà Hakawa còn mong muốn rằng là đem tới cho bé yêu nhà mình những cái trải nghiệm còn tuyệt vời hơn thế. Chính vì vậy thì nhà Hakawa có tới 3 combo. Vậy thì combo số 2 của chúng ta sẽ có thêm thành phần gì? Lâm Anh sẽ giới thiệu ba mẹ ngay sau đây nha. Ta-da! Như ba mẹ cũng có thể thấy, đây là một chiếc nệm đúng không ạ? Và chiếc nệm này còn được gọi là nệm sơ dừa. Nệm sơ dừa là một trong những sản phẩm đang rất phổ biến dành cho các bé sơ sinh hiện nay. Đây ba mẹ, ở bên trong này được đan bởi các lớp sơ dừa tự nhiên, và tính chất của chiếc nệm này rất là hay nha. Nó không quá cứng hoặc là không quá mềm, điều này thì rất là an toàn cho phần sống lưng của con. Và vì bên ngoài này cũng được bọc bằng lớp cotton, chính vì vậy thì vẫn là thoáng khí và thấm hút mồ hôi, an toàn dành cho con nữa. Vậy thì nhà Hakawa đã lựa chọn nệm sơ dừa để cho vào combo số 2, nhằm đem tới cho bé những cái cảm giác thoải mái và tuyệt vời khi mà đồng hành cùng với lại là chiếc nồi củi đa năng của nhà Hakawa. Vừa rồi là combo số 2, vậy thì combo số 3 có thêm thành phần gì đặc biệt nữa? Ba mẹ hãy cùng đợi một chút xíu, Lâm Anh sẽ giới thiệu ngay sau đây nha. Ta-da! Đây là một chiếc mền cotton. Và như ba mẹ cũng có thể thấy này, nó cùng màu với lại là chiếc quay nệm của chúng ta đúng không ạ? Cực kỳ dễ thương và đáng yêu luôn. Đối với lại là sản phẩm quay nệm cũng như là mền của nhà Hakawa thì có hai màu chính. Một là màu hồng như ba mẹ có thể thấy ở đây, và một màu nữa đó chính là màu xanh dương. Wow, một không gian rất là dễ thương dành cho bé yêu nhà mình đúng không ba mẹ? Thì đây sẽ là combo số 3, bao gồm mà một chiếc nồi hoàn chỉnh này cùng với là chiếc nệm sơ dừa và một chiếc mền cotton đã tạo cho chúng ta một combo số 3. Và Lâm Anh hy vọng rằng là sau khi mà Lâm Anh đã giới thiệu cho ba mẹ về 3 combo rồi thì ba mẹ sẽ hiểu rõ hơn và có cho mình cái lựa chọn phù hợp nhất dành cho bé yêu. Vừa rồi thì Lâm Anh đã giới thiệu cho ba mẹ về 3 combo chính của sản phẩm nồi củi đa năng Hakawa. Và xin được chia sẻ với ba mẹ luôn, đây là một trong những cái sản phẩm mà Lâm Anh cảm thấy rất là thích. Tại vì sao ạ? Từng chi tiết nhỏ của chiếc nồi này đều được gia công thủ công bởi các người thợ lành nghề. Chính vì vậy thì đảm bảo an toàn cho bé rất là cao, nên ba mẹ hoàn toàn có thể yên tâm và tin chọn cho con. Khi mà ba mẹ tin chọn bất cứ một sản phẩm nào của nhà Hakawa thì đều được trang bị một chiếc thẻ bảo hành như thế này. Và đối với sản phẩm nồi củi đa năng thì chúng ta được bảo hành lên tới 3 năm. Vâng ạ, có ba mẹ nào thắc mắc rằng là tại sao sản phẩm nồi củi mà lại bảo hành lâu đến như thế không ạ? Tại vì đây là một trong những sản phẩm nồi củi đa năng. Và gọi nó là đa năng tại vì ba mẹ hoàn toàn có thể tận dụng được. So với những chiếc nồi thông thường thì con lớn khoảng chừng 3 tuổi thôi là ba mẹ đã phải đau đầu suy nghĩ rằng là chiếc nồi này bây giờ mình phải thanh lý như thế nào hoặc là dành tặng cho ai đúng không ạ? Tuy nhiên thì với nồi củi của nhà Hakawa, ba mẹ hoàn toàn có thể tận dụng khi mà bé lớn chúng ta có thể ráp thành một chiếc giường dài lên tới 1m6 cho con sử dụng. Và khi mà con lớn hơn một chút xíu nữa thì chúng ta lại biến hóa nó trở thành một chiếc bàn học cho con. Vậy thì tính sơ sơ thôi là chiếc nồi này có thể đồng hành cho từ lúc mà con sơ sinh nè cho tới khi mà con 6 đến 10 tuổi vẫn có thể đồng hành được cùng với con. Quả là tuyệt vời đúng không ba mẹ? Đó là một trong những cái tính năng mà rất là tự hào của sản phẩm nồi củi đa năng Hakawa. Và Lâm Anh hy vọng rằng ba mẹ sẽ tin chọn cho con bằng cách để lại số điện thoại ngay dưới video này hoặc truy cập vào website hakawa.vn để đặt hàng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.